Lan xin chào các anh chị, Lan tên là Lan Võ, đến từ thành phố Dallas, Texas. Lan tham gia vào công việc này được 8 năm. Trước đây thì làm trong ngành nail cũng được 17 năm và làm trong địa ốc thì cũng được 13 năm. Ok, xin chào trung tâm. Nga xin mến chào các anh chị ở đây. Nga là Hồng Nga Lê ở Virginia. Nghề của Nga là nghề nail. All right. El Paso, Texas. Em làm nail cái này 15 năm và em vô enjoy new skin là 3 tháng. Ok. Chào các anh chị, em tên là Darren Lê, đến từ Atlanta, Georgia. Em tham gia nuôi kinh dùng sản phẩm được được 4 năm, nhưng mà nói thì làm công việc thì em được gần 1 năm. Ok, một lưới xin mời cho một tràng vỗ tay. Ok, rồi em xin mời 4 vị khách mình ngồi xuống. À, để bắt đầu em bắt đầu với chị Blue Diamond Lan Võ. Các chị có thể cho một cái hình slide. Ok, yes. Các chị biết là chị mang rõ cho em hỏi chị là em khi mà em nhìn cái bức hình của chị đó cách đây là còn có chừng là 7-8 năm đúng không? Thì lúc đó em thấy là chị cũng rất là đẹp đúng không? Đẹp. Nhưng mà cái hình mà bên tay phải là nó càng đẹp hơn nữa. Các chị thấy không ạ? Yes. Thì chị có thể chia sẻ là khi mà mình đẹp ra như vậy thì chị cảm thấy như thế nào? Như bây giờ mới nghe anh Quang dùng cái danh từ đẹp đó nha. Hồi sớm nói chuyện anh nói sao hồi xưa em xấu quá vậy. Nhưng mà phải nói là các chị nhìn hình nhìn phải nói là mình có một cái dòng sản phẩm rất là tuyệt vời ha. Tại vì bình thường thì mấy chị em phụ nữ mình ai cũng dùng make up, ai cũng dùng mỹ phẩm hết. Nhưng mà già thì mình vẫn già. Nhưng mà qua đây mình có một cái dòng sản phẩm mà có thể nói là mình dùng mà vấn đề kiếm tiền thì càng lúc phải nói là mình được trẻ hơn hẳn luôn á. Khi mà nó đẹp như ví dụ như tuy nhiên là em thấy là phụ nữ đó thì ai cũng muốn đẹp hết đúng không? Và đặc biệt là em thấy là khi mà càng lớn tuổi thì sao ạ? Thì đa số mình càng già đúng không? Nhưng mà đối với dòng sản phẩm Nu Skin thì em thấy là càng lớn tuổi thì sao ạ? Càng trẻ hơn hồi xưa nữa. Thì khi mà chị trẻ như vậy thì chị cảm thấy tự tin hơn đúng không? Mình cảm thấy tự tin hơn, mình cảm thấy phấn khởi hơn, mình cảm thấy vui yêu đời hơn nữa. Okay, trước khi mà tới với dùng sản phẩm Nu Skin đó, thì em cũng biết là chị có xài rất nhiều sản phẩm thì nhưng mà nó không đem đến kết quả thì chị có thể chia sẻ không? Dạ thì em cũng giống như nhiều phụ nữ ở đây thì mình đi vô trong mall mình thấy những cái sản phẩm gì ở ngoài tốt thì mình xài thì hồi xưa cũng xài Lancome, mình cũng xài Shiseido coi như là trong vòng bao nhiêu năm qua thì mình thấy những cái dòng sản phẩm gì ở trong mall thì mình cứ mua về mình cứ xài rồi xài thời gian thì mình thấy không hợp thì mình cứ đổi qua dòng sản phẩm khác. Nhưng mà từ 8 năm nay thì khi được biết đến Nu Skin á thì đó là một cái là Lan xài đều đặn. Cái máy facial spa thì một tuần hầu như mình xài từ 2 cho tới 3 lần. Và khi mình càng thấy cái kết quả nó đã có ở đó rồi thì mình lại không có muốn bỏ cái sản phẩm đó, mà phải nói là mình càng dùng thì mình càng mê. Cho nên khi mình càng mê thì mình lại nói là mình càng muốn kinh doanh. Và khi mình ra ngoài mình gặp ai mình cũng muốn đè xuống mũi mặt hết. Chị có nói là chị cái máy facial spa thì ở trên đó thì có True Fitness Ultra nữa. Chị có thể chia sẻ là khi mà chị bắt đầu xài đó thì bao lâu thì chị đã thấy bắt đầu cái kết quả nó tới? Tại ở đây em biết một số chị em chưa xài cho nên chị có thể chia sẻ. Cái máy facial spa lần đầu tiên Lan được trải nghiệm đó thì là Lan chỉ được làm nửa bên mặt thôi, cho nên khi mình làm nửa bên mặt không là mình đã thấy cái cảm giác của nó, mình nhìn thấy và nó là mình thấy được một cái sự khác biệt rồi. Cho nên là chị em phụ nữ mình thì ngày nào cũng mang make up hết, cho nên khi mình xài cái máy facial spa nửa bên đó thì khi mình đánh fair kem đánh phấn lên thì mình thấy cái kem phấn nó ăn lên, cho nên cái da của mình phải nói là dùng thì mình rất là thích. Và một thời gian sau đó thì Lan cũng bắt đầu vô nữa là Lan dùng Lifepak Nano HW. Hầu như là cái bên ngoài nó đẹp thì cái bên trong thì mình lại càng muốn chăm sóc nó nhiều hơn nữa. Cho nên khi nói đẹp thì mình phải vừa đẹp ở trong, vừa đẹp bên ngoài, nhưng mà mình phải vừa khỏe vừa trẻ hơn từ bên trong nữa. Cho nên phải nói là mình rất là may mắn được biết đến dòng sản phẩm này. Okay. Chị có hài lòng với những gì chị đang xài không? Em rất là hài lòng, nhưng mà hồi nãy khi nghe bà Angelo nói là mình sẽ sắp có những cái sản phẩm mới nữa thì lại càng thích hơn nữa, bởi vì sản phẩm Nu Skin mình càng xài thì càng yêu thích hơn, cho nên mỗi lần có một cái gì mới thì càng lúc nó càng tuyệt vời hơn. Ok,
rồi, rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn chị Lan chia sẻ. Và bây giờ cái người khách kế tiếp đó là chị Nga. Chị nói là Quang ơi chị run lắm, chị lên nói chứ không được, nó không sao, chị có nói nó không chia sẻ thật lòng đúng không? Thì em biết được là qua cái dòng sản phẩm em bị chị dùng mà vấn đề cái do chương trình SS30 đó là vấn đề giảm cân đó. Nhưng mà trước khi mà chị sử dụng thì em biết là chị có một số vấn đề về vấn đề sức khỏe nè. Thì chị có thể chia sẻ sơ về cái vấn đề khi mà chị cũng như là mình tròn trịa đó, rồi nó dẫn đến những sức khỏe chị như thế nào, chị có thể chia sẻ. Dạ, cảm ơn anh Quang. Cảm ơn anh cho em lên đây chia sẻ với các anh chị em mình ở đây. Nghe rõ mà. Nếu mà nói đến dòng sản phẩm mà Nga đã trải nghiệm thì SS30, thì Nga được hôm nay thì cũng không quên cái người em kết nghĩa. Nói đây chắc anh chị em ở đây cũng không xa lạ, đó là Nghĩa Phạm đã cho Nga cơ hội. Trước kia Nga chưa biết dòng sản phẩm này, Nga rất nhức hai cái đầu gối mà rất là mệt mỏi. Ban đêm ngủ thì cỡ 2-3 giờ là phải ngồi dậy bởi vì không biết sao nó mệt. Và cái công việc mà khi làm ngày thứ bảy cuối tuần thì rất là mệt mỏi, có thể chóng mặt, có thể muốn té ra bởi vì khách đông. Với cái sức khỏe mà mình không có mà nó quá mệt mỏi, thì được người em giới thiệu với cơ hội này thì Nga đã trải nghiệm SS30, thì đã đưa đến cho Nga rất là tuyệt vời. Mỗi tháng Nga đều thấy xuống ký và sức khỏe của Nga càng thấy khỏe, làm cũng thấy mệt. Mà Nga thường ao ước mập quá đi ra ngoài, mà nếu chị em mình ai cũng muốn đẹp đi ra ngoài, đi shopping thấy bộ đồ đẹp nhưng mà mặc vô thì không có đẹp, không có được bởi vì mình bự quá, phải không các anh chị? Cho nên thật sự mà nói cái gì dòng sản phẩm của mà hiện tại mình sở hữu trong công việc Nu Skin này, trong công ty này, Nga rất là cảm ơn. Nhiều khi Nga ra ngoài Nga chia sẻ cho các anh chị em mình thì nhiều người nói là đừng có nói tôi cái công việc là Nu Skin, nhưng đối với Nga là Nga rất tôn trọng và quý ba chữ Nu Skin. Thành ra Nga chia sẻ ai cũng rất thích, bởi vì cái gì cũng là cái mà đưa đến Nga là cái thật sự. Và Nga đã đạt được cái kết quả ngày hôm nay. Nga được đến công ty này và được ngồi ở đây cũng rất là mang ơn người em, đó là chú Nghĩa Phạm. Dạ. Rất là tuyệt vời. Cho em hỏi đó là khi mà chị vào cái chương trình S30 đó, thì chị sử dụng bao nhiêu tháng, rồi chị sử dụng như thế nào để rồi nó có kết quả? Nếu nói đến kết quả thì tất cả những cái dòng sản phẩm nào cũng vậy các anh chị. Nếu mình muốn kết quả mình phải hợp tác, chứ không phải là dùng nó mà nó có kết quả đâu, hoặc uống nó có kết quả, bất cứ cái gì cũng vậy. Khi Nga dùng thì Nga nghe là trong cô Hanna đã trao đổi là phải dùng sao thì Nga dùng đúng y như vậy. Và ăn uống Nga cũng rất là kỹ lưỡng, và buổi sáng Nga phải tập thể dục ở trong 15 phút buổi sáng, và trước khi ngủ cũng 15 phút. Rồi Nga ăn uống cũng làm như Nga dùng cái này Nga không thấy thèm những cái thứ ăn như trước đây, muốn ăn cái gì cũng thèm, mà dùng cái này Nga không thèm ăn nữa, mà làm cho Nga không có mệt mỏi trong cái giờ. Đến nỗi Nga mần thì Nga làm nail này tiện thì có hai mẹ con mà làm từ sáng tới chiều mà không thấy mệt, không hiểu tại sao. Đó là cái dòng sản phẩm nó cho mình rất là tuyệt vời các anh chị. Dạ. Có như là chị dùng mà xài không thấy mệt, làm nhiều là tiền nhiều vô nữa đúng không? Dạ, dạ, đúng rồi. Dạ. Em được biết là cái tháng đầu tiên khi mà chị dùng SS30 là chị lose được bao nhiêu pound? Dạ, cái tháng đầu tiên thì không biết sao mà Nga dùng thì nó xuống Nga tới gần 11, 12 pound một tháng đầu tiên. Và tháng thứ hai thì nó xuống chỉ là có 7 phong mấy 8 pound. Rồi bắt đầu tháng thứ ba nó cũng là 7, 8 pound. Và tháng thứ tư là bắt đầu nó chậm lại. Rồi vẫn bình thường, rồi bắt đầu Nga đang order cái TO90 bắt đầu dùng tiếp tục. Rất là thích. Ừ, tuyệt vời. Ok, rồi, ok. So far là chị rất là hài lòng đúng không? Tại vì lost over 7 pound mà. Dạ. Cho nên là đi đứng nó cũng dễ dàng hơn. Dạ, và đặc biệt là khỏe. Dạ. Ok, good. Chút xíu em sẽ trở lại với chị nha. Dạ. Ok. Rồi, bây giờ đến phần Tracy. Các chị biết là thường thường mà
quý ông quý bà hay nhất là mấy anh chị em mình là tuổi dậy thì đó thì mình hay bị mụn đúng không? Ở đây có ai chị em mình đã từng bị mụn không? Có ai từng bị mụn không? Yeah, đúng không? Khi mình bị mụn thì mình sao ạ? À, đúng không? Mình cảm thấy mình xấu đúng không? Mình cảm thấy mình nhiều cái mặc cảm đúng không? Thì bây giờ khi mà Tracy mà bị mụn như vậy thì Tracy cảm thấy như thế nào? Mọi người biết không, em rất happy với làn da của em bây giờ. Mỗi lần mà em đi ra ngoài đường thì em cảm giác không tự tin cho bản thân. Da mặt em thì xấu xí đi mà mụn thì rất là nhiều. Thì em cũng có trải nghiệm những cái nhiều sản phẩm của người bồi trị mụn nhưng mà nó không có kết quả nhiều. Thì em cũng được một người bạn giới thiệu cho em một bộ sản phẩm. Thì khi mà em nhận được cái bộ sản phẩm về trị mụn á, thì khi mà em mở ra thì em rất thích là cái máy Lumispa. Thì Lumispa thì nó dễ xài lắm, thì cứ mỗi sáng là 2 phút, buổi chiều 2 phút. Nó làm cho mình cảm giác là sạch sâu hơn sau khi mỗi khi rửa mặt. Nó không còn bụi bẩn hay dầu, chất dầu nữa. Thì sau khi em xài bộ đó thì sau đó em sẽ xài bộ trị mụn trước mình. Thì khi mà mình làm những cái step như vậy thì những cái là chăm sóc da thì nó sẽ thẩm thấu nhanh hơn và nó có kết quả nhanh hơn. Yeah. Ok, khi mà Tracy sử dụng là tính ra là bao nhiêu tháng, cái chương trình nó bao nhiêu tháng và khi bao nhiêu lâu thì nó có kết quả? Em xài khoảng 2 tháng là da mụn của em nó bớt từ từ hẳn đi, nó không còn bị nổi mụn lên nhiều nữa. Thì nhưng mà vẫn còn vết thâm, nhưng mà sau một thời em muốn xài thêm cái Julie Face Ultra Essen, nó dạng nó làm cho mình bớt cái thâm, thì sau đó da mặt em nó sáng mịn và săn chắc hơn. Và bây giờ em cảm thấy là rất là happy và tự tin đúng không? Yes. Các chị thấy sao ạ? Tracy cái hình ở trên đó với dưới này sao ạ? Giao giờ đẹp không? Yes. Ai dưới này xài Lumispa? Yes. Các chị thấy được không? Yes. Rất là tuyệt vời. Ok, rồi. Nhưng mà máy Lumispa giờ nó ra cái đầu chị mụn rất là mềm mại cho những cái bạn nào có mụn rất là nhiều mụn, rất là sensitive. Rất là tốt, em đã trải nghiệm qua rồi. Ok, rất. Để bổ sung thêm, nó có chị biết là nhiều khi da của mình đi dơ đó, mỗi ngày mình đi làm do bụi bặm nó dơ mà mình rửa bằng tay không nó được sạch, mà lâu ngày thì sao? Nhiều khi nó bị vô trong cái lỗ chân lông á, thì sao nó không sạch thì dễ bị mụn đúng không? Cho nên để phòng chống thì mình cần phải sử dụng cái máy Lumispa để một ngày 2 lần đúng không? Mỗi lần chỉ có 2 phút. Ok, rất là tuyệt vời. Cảm ơn Tracy. Và kế tiếp là người chị là chị Delaney đến từ Atlanta, Georgia. Em biết là chị có một câu chuyện rất là ly kỳ. Bạn biết được câu chuyện này nó có thể thay đổi cuộc đời của chị đó. Thôi để chị tự giới thiệu đi ha. Về cái chị bị cái vấn đề gì và chị sử dụng như thế nào mà nó giúp cho chị nghe. Xin chào các anh chị. Em thì trước hết thì ngày xưa thì em đi làm thì nhiều bạn bè thì thấy cái ngực em nó bị sưng lên. Khi mà sưng lên thì em đi bác sĩ. Khi sau đó em đi bác sĩ thì bác sĩ cũng đi lấy những cái chỗ mà em bị sưng đó thì đi biopsy. Khi mà đi biopsy thì bác sĩ come out ra thì nói em everything is good, không có gì hết. Nhưng sau khi em đi mổ cái ngực lên ra đó thì khi bác sĩ dùng cái biopsy mà không em không phát. Khi mà hay ra thì bác sĩ nói em là bị được ung thư. Lúc đó khi mà bác sĩ phát cho em một câu ung thư đó thì cả cái tinh thần em đều bị sụp đổ hết. Em không còn cái để gì mà em làm nó, thậm chí là em bước ra khỏi văn phòng bác sĩ đó thì đôi như là em đi mà em xe bất kèn em cũng không có biết là cái gì nữa cả. Thậm chí như vậy tới khi mà em về tới nhà em tỉnh hồn lại thì là em mới hỏi là mình làm như thế nào mà mình bị như vậy. Thì bắt đầu là em mới nhớ tới cô anh là ấy anh Trần. Em mới gọi cô liền thì cô tư vấn cho em. Cô tư vấn cho em thì em dùng những cái sợi chỉ thảo của năm đó. Thì trong khi em dùng đó thì ngày xưa em đã dùng qua rồi.
nhưng mà em chỉ dùng bình thường thôi mà on off chứ không có dùng straight. Nhưng mà từ hồi em bị ung thư đó thì em cô anh là cho em dùng Sisimap 8 viên một ngày, Tririn 8 viên một ngày, em dùng đều đặn trong vòng năm trời. À, khi trở lại thì mỗi lần em đi bác sĩ đó, 3 tháng em đi một lần, bác sĩ kêu em chụp CT toàn bộ trong cơ thể. Khi em chụp thì bác sĩ nói là càng ngày nước cái ung thư em càng nhỏ. À, đầu tiên thì bác sĩ cho em dùng thuốc đặc trị, em nói bác sĩ em không muốn dùng nữa, tại vì em không muốn bỏ cái gì vào cơ thể em nữa. Khi bác sĩ kêu em nói em không dùng thì bác sĩ kêu em phải ký giấy. Khi mà em cầm tờ giấy em ký, em cũng sững sờ nữa, không biết như thế nào quyết định đúng hay sai. Nhưng mà em quyết định bản thân em không dùng thuốc đặc trị của bác sĩ, thì em dùng những cái sản phẩm của công ty dược thảo bổ sung cho em. Thì em dùng trong vòng một năm thì em cứ đi với tái khám bác sĩ càng ngày đó, nó càng thu nhỏ. Tới cuối năm 2018 thì em trở lại bác sĩ, thì bác sĩ nói em là không còn nữa, không phải là ung thư em hết, nhưng mà không còn thấy những dạng trong cơ thể em nữa. Thì bác sĩ khuyên em dùng những gì em đang dùng. Em thì em cũng nghe rất nhiều câu chuyện tương tự như chị là bị ung thư, rồi sau đó là làm bất cứ rất nhiều cái vấn đề mà trị liệu đó nhưng nó hết khi qua cái dòng dược thảo của mình thì nó giúp rất là nhiều. Chị sử dụng những cái sản phẩm như thế nào thì có thể nói là cho để mọi người biết không? Dạ, em dùng trước hết thì hồi xưa em dùng bộ ngâm thì em dùng là Lactalend, rồi lúc đó thì chưa có ai lắm chút thì em dùng Tririn, Sisimap, Retrie and Aswell. Rồi sau đó có cái ai lúc trước em dùng thêm ai lúc trước, nhưng mà khi bắt đầu em bị bệnh thì em dùng cái Retrie với Sisimap em dùng gấp đôi lên. Ok, rất là tuyệt rồi. Ok, bây giờ cái lời khuyên cuối, em biết được là rất nhiều người nói là bây giờ sức khỏe rất là quan trọng, sức khỏe là vàng đó, đúng không? Và nhiều khi bị bệnh hoạn đều đến với người khác chứ không đến với mình, nhưng mà đương nhiên đến với người khác thì nó sẽ đến với mình, đúng không? Thì bây giờ là mình phải phòng ngừa thì cho một số chị em mình đang mạnh khỏe bây giờ, tại có nhiều người nói tôi mạnh khỏe tôi đâu cần phải uống dược thảo, thì chị có lời khuyên gì cho tất cả chị em? Em cũng rất là khuyên với các anh chị, em khuyên các chị khi mình còn khỏe mình nên dùng những cái dược thảo, còn khỏe mình nên chăm sóc cái sức khỏe của mình tốt hơn, và mình nên dùng những cái dược thảo để mình bổ sung thêm. Tại vì đúng ngày thường mình không biết là lúc nào mình bệnh hay không bệnh, nhưng mình phải dùng những dòng dược thảo. Em xin khuyên các chị. Ok rồi, em cảm ơn chị rất là nhiều. Khuyên rất là bổ ích. Cái gì ạ? Giờ đến Tracy. Yes, cho những em mà anh chị em mà chưa bị bụng cũng phải ngăn ngừa bụng, đúng không? Và làm cho da mình đẹp hơn thì trẻ sĩ có lời khuyên gì? Body sexy đúng không? Ai muốn body sexy? Yeah. Ủa, anh đâu hả? Ai muốn body sexy? Yeah. Alright, chị có từ khuyên gì ạ? Dạ, cảm ơn anh Quang. Chỉ có hết thì Nga không dám khuyên, nhưng Nga có những lời chia sẻ với anh chị em mình ở đây. Không phải hết 30 nó cho mình giảm cân hay là mình ốm đi, nhưng đây nó là có một cái nguyên liệu mà mình biết được và mình đã trải nghiệm và mình có kết quả hôm nay, thì nó giảm đi những cái chất mỡ và nó tăng cơ nó các anh chị, và cho mình một cái sức khỏe lạ thường lắm. Thì Nga chỉ muốn anh chị em mình muốn mình đẹp thì phải trải nghiệm, chứ không có ngần ngại chần chừ. Đúng rồi. Dạ. Đẹp là phải trải nghiệm đúng không? Trải nghiệm. Dạ. Dạ. Cảm ơn các anh chị. Dạ. Rồi em cảm ơn chị rất là nhiều. Còn chị là ai muốn đẹp mà càng ngày càng đẹp giống như chị thì sao? Ở đây các chị em mình có ai muốn càng lúc da mặt càng đẹp hơn không? Yeah. Ok,
Ok, thì từ trước tới giờ mình xài coi như mỹ phẩm, mình già thì mình vẫn già ha. Nhưng mà bây giờ mình có một cái máy facial spa, một tuần mình chỉ cần xài hai lần. Và cái viên True Face thì sáng một viên, chiều một viên. Đặc biệt khi mình xài đó thì càng lúc mình càng trẻ hơn. Thì các anh chị nào muốn trẻ hơn không? Yes. Các anh chị có muốn trẻ mà có muốn kiếm tiền thêm không? Yes. Thì đây là một cái mình cần nên dùng. Tại vì một cái công việc bình thường đi, mình có một cái tiệm nail, mình phải sơn phết, mình làm cho cái tiệm nail của mình mới hơn, đẹp hơn. Thì tại sao mình vào kinh doanh này thì mình không giữ cho mình vừa đẹp, vừa trẻ, vừa khỏe hơn? Ok rồi, rất biết là thời gian của mình không còn nữa.